Chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Chúng ta đã tìm hiểu về cách đặt câu đơn, cách đặt câu ghép và cách chữa câu sai. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách viết câu hay muốn viết câu hay chúng ta có ba cách thứ nhất câu hay là câu chặt chẽ mạch lạc thứ hai câu hay là câu chính xác rõ ràng thứ ba câu hay là câu hùng hồn mạnh mẽ sau đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba loại câu trên trước hết câu chặt chẽ mạch lạc Câu hay là câu chặt chẽ về cấu trúc, từ đó mạch lạc về ý nghĩa. Muốn viết loại câu này, ta cần nhớ ba điều sau đây. Thứ nhất, dùng cặp từ nối trong câu ghép chính phủ. Ví dụ, thằng bán tơ vu oan và gia đình kiều tan nát, viết như vậy không hay, mà cũng không đúng. Hai câu ghép lại với nhau chúng ta dùng cặp từ nối vì nên. Chúng ta sửa lại vì thằng bán tơ vu oan nên gia đình kiều tan nát. Thứ hai, để chủ ngữ ở ở vế chính. Ví dụ câu này kiềm kiều xem chữ hiếu nặng hơn chữ tình nàng bán mình chuộc cha kêu rồi nang, không hay. Chúng ta sửa lại. Xem chữ hiếu nặng hơn chữ tình. Kiều bán mình chuộc cha. Kiều là chủ ngữ, ta đặt ở phía chính. Thứ ba, phân biệt câu lệnh cấm và câu khuyên bảo. Ví dụ, thấy cột điện đổ cấm đến gần. Câu này là chập cấu trúc vừa lời khuyên mà vừa lệnh cấm. Chúng ta sửa lại hoặc là lời khuyên hoặc là lệnh cấm. Thấy cột điện đổ không đến gần, đó là lời khuyên. Hoặc cấm đến gần cột điện đổ, đó là lệnh cấm. Thứ hai, muốn viết câu hay, chúng ta phải viết câu chính xác, rõ ràng câu chính xác rõ ràng là câu chỉ có một cách hiểu mà thôi muốn viết loại câu này ta dùng các biện pháp sau đây thứ nhất dùng dấu câu đúng chỗ thí dụ mẹ con đi chợ chiều mới về câu này có rất nhiều cách hiểu chúng ta phải đặt cái dấu phẩy vào cái vị trí mà chúng ta muốn nhấn mạnh mẹ con đi chợ phải chiều mới về. Hoặc là mẹ con đi chợ chiều mới về. Hoặc là mẹ con đi chợ chiều mới về. Thứ hai, chúng ta dùng hư tờ, hư từ để bổ sung ý nghĩa. Ví dụ, mẹ con đi chợ chiều mới về. Chúng ta sửa lại ba cách sau đây. Thứ nhất, mẹ và con đi chợ chiều mới về. Thứ hai, mẹ của con đi chợ chiều mới về. Thứ ba, mẹ ơi, con đi chợ chiều mới về. Dùng trật tự từ ngữ thích hợp với ý muốn nói. Ví dụ, khi ăn cơm không được uống thuốc này chúng ta phải đặt lại từ ngữ sắp xếp theo tứ tự theo ý của chúng ta thí dụ chúng ta muốn khuyên bảo thì chúng ta nói uống thuốc này khi ăn cơm không được còn nếu chúng ta hỏi thì chúng ta đặt lại được uống thuốc này khi ăn cơm không và khi chúng ta muốn nhắc nhở ai đó thì chúng ta nói không được uống thuốc này khi ăn cơm và thứ ba muốn viết câu hay chúng ta phải dùng câu hùng hồn mạnh mẽ câu hùng hồn mạnh mẽ là câu tác động mạnh vào thính quan của người nghe câu khắc sâu vào tâm trí người đọc những ấn tượng những ý nghĩ và tình cảm khó phai mở để câu văn được mạnh mẽ hùng hồn ta thực hiện các điều sau đây thứ nhất đặt chủ ngữ ở phần diễn đạt ý chính của câu ví dụ về đến nhà em sẽ nói tất cả sự thật với chị em là chủ ngữ ta đặt ở với chính thứ hai nêu ý cần nhấn mạnh ở đầu hoặc ở cuối câu ví dụ giả vờ say thất thểu bước vào quán rượu bất thình lình bác năm rút thanh sắt ra đập mạnh xuống đầu thằng trộm đập mạnh xuống đầu thằng trộm là ý muốn nhấn mạnh ta để cuối cùng tiếp theo chúng ta dùng câu có cấu trúc song hành để nhấn mạnh ý quan trọng ví dụ chư thánh tự đạo Việt Nam bổn phận nào cũng chu toàn thử thách nào cũng đứng vững trông gai nào cũng vượt qua ba cái vế sau nó song hành với nhau các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về ba cách viết câu hay. Muốn viết câu hay, trước hết chúng ta phải viết câu chặt chẽ mạch lạc. Thứ đến phải viết câu chính xác rõ ràng. Cuối cùng là viết câu hùng hồn mạnh mẽ. Sau đây chúng ta sẽ thực hành. Trong phần thực hành này, tôi sẽ nêu ra các câu hay. Phần các bạn sẽ tìm ra lý do Tại sao nó hay? Câu số 1. Xác tín về tầm quan trọng và sự cần thiết của đời sống nội tâm trong hành trình nên thánh và trong công việc mục vụ. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các tông đồ giáo dân và mọi thành phần dân Chúa hãy cố gắng xây dựng và củng cố đời sống nội tâm của mình câu này hay là tại sao là bởi vì câu chặt chẽ mạch lạc có trạng ngữ có chủ ngữ và vị ngữ và cái phần mà nhấn mạnh thì để ở cuối câu câu thứ hai nhìn về quá khứ với niềm tri ân sống trong hiện tại với lòng hăng say, hướng về tương lai với niềm hy vọng. Câu này Đức Thánh Cha Phan Cô viết theo lối song hành, ba vế song hành với nhau. À, quá khứ, hiện tại, tương lai. Câu số 3 Đối với nhà thơ, một cô gái đẹp có thể là một vừng trăng một đóa hoa, một nàng tiên hoặc một con mèo nhỏ. Nhưng đứng trước vành móng ngựa, đối với quan tòa và các luật sư, kiều nữ ấy chỉ là một bị cáo. Câu này hay là bởi vì cái ý tưởng quan trọng là để ở cuối câu kiều nữ ấy chỉ là một bị cáo. Câu số 3 qua đau khổ sẽ đến vinh quang. Nếu đã có gai nhọn, ắt phải có hoa sinh. Nếu đã có nắng hạ, thì phải có xuân tươi. Nếu đã có đau thương tột cùng trên thập giá, thì sẽ có vinh quang rực rỡ sáng phục sinh. Câu này viết theo lối song hành. Vì thế, câu văn trở nên hấp dẫn. Tiếp theo, nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm lúc về già. Câu này hay là bởi vì cái chủ ngữ nằm ở vế chính. Tiếp theo. Thưa thầy mẹ, hôm nay con được 50 tuổi. Chúa ban cho con nhiều chức vụ trong hội thánh, được đi nhiều nơi được học nhiều sách nhưng không trường nào dạy dỗ con làm ích cho con hơn lúc con được ngồi bên chân thầy mẹ. Thánh Giáo hoàng Gioan 23 khi được 50 tuổi thì ngài đã viết một lá thư cho cha mẹ. Trong lá thư ấy có đoạn này. Đoạn này hay là bởi vì cái phần chính yếu, cái ý tưởng mà Đức Giáo hoàng muốn nói nó nằm ở cuối cùng. À không có phần không có lúc nào làm ích cho con hơn là lúc con được ngồi bên chân thầy mẹ. Tiếp theo. Đồng tiền sẽ là cầu thang đưa chúng ta lên thiên đàng hay sẽ là máng trượt đưa chúng ta xuống địa ngục. Câu này theo cấu trúc song hành đưa lên thiên đàng đem xuống hỏa ngục. Tiếp theo. Một chút tri thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, nhưng một kho tàng tri thức lại khiến người ta khiêm tốn. Những bông lúa lép thường cao ngạo mà chĩa thẳng lên trời, còn những bông lúa chắc hạt lại cúi đầu xuống đất. Câu này hay là bởi vì dùng phương pháp song hành và cái ý tưởng muốn nhấn mạnh thì để ở cuối câu. Còn những bông lúa chắc hạt lại cúi đầu xuống đất. Tiếp theo. Người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì thầy dạy ấy đã là chứng nhân. Câu này chân phước giáo hoàng phaolô đệ lục rất hay là bởi vì hai câu song hành với nhau và cái ý tưởng chính thì đặt ở cuối vì thầy dạy ấy đã là chứng nhân và câu cuối cùng các bạn trẻ thân mến qua việc sống trong sạch các bạn đang yêu chính mình các bạn đang yêu người bạn đời của mình các bạn đang yêu những đứa con trong tương lai của mình nhất là các bạn đang yêu chính chúa câu này tác giả nói với những người đang yêu với những bạn đang chuẩn bị bước vào bí tích hôn nhân à. đang sống đời đính hôn thì các bạn ấy phải biết giữ gìn cho mình à. khi giữ gìn cho mình như vậy là các bạn đang yêu chính chúa các bạn thân mến Trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui. Có tự đề là Thời đại của email. Bé Lan thích dùng email lắm vì rất tiện lợi và không mất thì giờ. Một hôm bé viết và gửi email cho bà nội. Nội dung như sau. Nội ơi, từ nay con email hỏi thăm nội thôi nhé. Con khỏi phải tới thăm nội nữa nha. Ngày hôm sau, bé Lan nhận được email trả lời của nội. Được chứ con. Nhưng từ nay nội cũng email quà cho con nhé. Nội khỏi phải mang tới nhà cho con nữa nha. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chấm câu. Mến chào tạm biệt các bạn.